Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 158 của bộ truyện Tu Chân Kiếp, tác giả Vô Tội, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Hoàng Phủ Tuyệt Luân là thần huyền cảnh đại năng, là đế vương của cả tu đạo giới, cao cao tại thượng. Tu sĩ nhìn thấy cũng phải lễ độ, nhưng Ngụy Tác lại dám nhục mạ lão, khiến cho lão dù công phu hàm dưỡng cực tốt cũng phải nổi giận. Xẹt! Hoàng Phủ Tuyệt Luân rực lên ô kim sắc nguyên khí. Thoáng sau bên ngoài lão hình thành hình thần linh hơn 10 trượng. Thần linh này thì mặc cổ đồng sắc chiến giáp, lưng đeo một kiếm luân, tay thì cầm ô kim sắc trường kiếm, toát lên kiếm ý kinh nhân. Tựa hồ cả thân thể cũng do vô số phi kiếm ngưng tụ mà thành. Chính là thần huyền pháp tướng. Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân này là một kiếm tôn khổng lồ. Cách cách cách. Ô kim sắc trường kiếm ở trong tay thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân chém vào chấn thiên pháp tướng. Một đạo kiếm quang huyền ảo xung kích tới. Chát. Chấn thiên pháp tướng của Ngụy Tác như là bị sét đánh, văng ngược lại mấy chục trượng. Chấn thiên pháp tướng quả nhiên gần đạt đến mức thần huyền pháp tướng thật sự rồi, nhưng mà vẫn còn kém một chút. Ngụy Tác lóe lên ngân quang phun trào nguyên khí, nhưng mà không hề bị thương. Hắn hiểu nếu là kim đan tu sĩ thông thường, chỉ nguyên chấn thiên pháp tướng chấn động thôi cũng đủ để trọng thương rồi. Cách. Cơ hồ siêu việt giới hạn thời gian, lại là một đạo kiếm quang xung kích vào chấn thiên pháp tướng, hất lùi lại với tốc độ nhanh hơn nữa. Lừa đảo, ngươi tham ngộ rồi sao? Cái vòng xám của Linh Lung Thiên thì đã tắt hết hôi quang, co lại ở trong quang văn chấn thiên pháp tướng, không uy hiếp được uy năng của chấn thiên pháp tướng. Chát! Chấn thiên pháp tướng lại bị đánh bay đi, giải sáng màu đen lơ lửng cơ hồ tan biến. Nói mau! Ngụy Tác hung hãn nhìn Linh Lung Thiên, độn pháp này mang theo được mấy người? Hiện tại thì Linh Lung Thiên cho hắn biết trật tự của kinh văn động hư bộ pháp, thì hắn đã hiểu thông ngay, hiểu cách để mà chân nguyên lưu truyền. Chỉ cần lĩnh hội mấy nét nhỏ thì có thể thi triển được vô thượng cường pháp này. Thời gian vẫn còn đủ nên hắn thập phần lãnh tĩnh. Mấy người cũng được, Linh Lung Thiên sáng mắt hồi đáp. Vậy ư? Nhưng mà nguyên khí của ngươi ảnh hưởng đến ta, không thể đưa ngươi theo được. Linh Lung Thiên vừa sáng mắt thì Ngụy Tác vừa lĩnh hội vừa hừ lạnh mà nói. Này này này, dù gì ta cùng với cả ngươi đấu với cả y, ta còn bị đánh thổ cả huyết, suýt nữa bị ngươi vỗ chết đó. Ngay cả đến thỏ huynh đệ của ngươi thì cũng biết, nếu như là không dẫn động uy năng của cái vòng của ta thì cũng sẽ không làm tiêu tan uy năng thuật pháp và chân nguyên đâu. Linh Lung Thiên kêu lên. Ôi thôi 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 thôi, ta không nhìn thấy gì cả. Lý Tả Ý lúc này đã sợ run người, đột nhiên nói. Ơ kìa. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng mắt. Thôi được rồi, ta theo ước định cho ngươi một nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp. Ngươi biết thứ tự đúng nhưng lại không cho ta biết động hư cổ kinh thật sự. Ít nhất thì ngươi cũng phải đền cho ta một nửa hắc đồng. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên. Cái đồ lừa đảo, ta đã gọi ngươi là đại ca. Mà thôi, chạy đi rồi tính. Có hắc đồng thôi mà, thương lượng được. Linh Lung Thiên ở mức cực độ, nhưng mà đang ở thế yếu, Ngụy Tác mà bỏ lại thì xong đời. 6 vạn năm không chết nhưng mà sẽ chết tại đây. Được rồi, chuẩn bị đi, đừng chạm lung tung vào vòng tay đó. Ngụy Tác trừng mắt nói. Nhưng mà ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ rồi sao? Linh Lung Thiên ngẩn người trợn tròn mắt. Hơi, đáng tiếc thật đó. Ngụy Tác không đáp lời Linh Lung Thiên, mà nói với cả thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân đang phát ra vô thượng uy thế. Hả? Ngươi tiếc cái gì?
Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân lại chém ra kiếm quang, hất chấn thiên pháp tướng văng đi, đồng thời cất giọng sang sảng. Tiếc là ngươi còn trẻ thế, đã chết ở đây. Biết vậy lúc trước đừng có làm, có phải không? Ồ không, ta tiếc là tiếc cho lão già nhà ngươi đó. Ngụy Tác nheo mắt nhìn thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân, toát lên sự uy nghiêm kinh tâm động phách, cười lạnh mà nói. Ta tiếc là hôm nay ngươi không giết được ta. Vậy thì sau này Thiên Kiếm Tông tất bị hủy trong tay ta thôi. Vậy ư? Hoàng Phủ Tuyệt Luân cười vang. Thần huyền pháp tướng khổng lồ phát ra khí tức hình thành từng dải quang văn như là ô kim sắc trường kiếm, xé tan mấy trăm trượng quanh đó. Người chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng sao? Yên tâm đi, ngày khác ta sẽ đánh lên Thiên Kiếm Tông, dẫm lão già nhà ngươi dưới chân, xem lão già nhà ngươi còn cười được hay không. Ngụy Tác nhìn thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân nói ra từng chữ. Cái gì? Dẫm ta ở dưới chân ư? Hoàng Phủ Tuyệt Luân nổi giận. Thần huyền đại năng chính là đỉnh nhọn của tu đạo giới, giống như bậc đế vương vậy. Bảo dẫm thần huyền cảnh đại năng dưới chân thì là cuồng vọng thế nào chứ? Hả? Đây là... Bất chợt thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân sững lại. Lúc đó Ngụy Tác đột nhiên bước tới. Một bước của hắn thi triển ở trên người đột nhiên rực lên kim quang thần văn huyền ảo, như là bao trong vầng mặt trời, bay lên cao. Bầu trời tựa hồ là uốn cong lại. Chấn thiên pháp tướng chợt thu nhỏ lại, biến thành tiểu nhân màu đen như cũ. Kiếm quang mà thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân chém ra đã trượt vào bầu trời. Ngụy Tác lý tả ý, linh lung thiên như thể chui vào trong cái dải bầu trời đó. Sau khi chém hụt thì thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân ngoắt lại. Vô số kiếm khí quay tít sau thần huyền pháp tướng. Ít nhất cách đó khoảng 6-7 dặm có quang hoa chói lòa lóe ra. Ngụy Tác đứng ở trên bầu trời, kim sắc thần văn tan dần nhưng trên người ngân quang lấp lánh, nhìn thẳng vào thần huyền pháp tướng. Hả? Đây là độn pháp gì? Thấy được ánh mắt của Ngụy Tác băng lãnh, thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân sững lại. Tại tu đạo giới, thần huyền đại năng đứng đầu mà lại bị ánh mắt của một kim đan kỳ tu sĩ khiến cho phải rùng mình sao? Đoành 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 đoành. Hoàng Phủ Tuyệt Luân như là bị vũ nhục vậy, đột nhiên kinh nộ khôn tả. Thần huyền pháp tướng phun ra vô số kiếm quang lao bổ đến chỗ của Ngụy Tác. Thần huyền pháp tướng thì còn nhanh hơn cả tốc độ độn quang lúc trước mấy phần, như là thần linh đi ở trên không vậy. Thấy thần huyền pháp tướng truy kích, Ngụy Tác lại bước tới. Vô số kim sắc thần văng lại rực lên, đã trực tiếp đạp phá bầu trời. Tích tắc sau đã vượt qua gần 10 dặm, cách càng xa Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Lão bất tử, cố gắng lên, chưa biết chừng sẽ đuổi kịp ta đó. Ngụy Tác nói với lại với cả thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Hoàng Phủ Tuyệt Luân cuồng nộ thật rồi. Kiếm luân ở sau lưng thần huyền pháp tướng hóa thành dòng thác kiếm quang khó tưởng tượng nổi đổ về phía Ngụy Tác. Kiếm quang lao đi được mấy dặm thì Ngụy Tác lại bước tới đạp phá bầu trời cách đó càng xa hơn. Lão bất tử, tốc độ chậm quá nhỉ? Chả lẽ thần huyền đại năng chỉ như vậy thôi sao? Không làm gì được một kim đan kỳ tu sĩ như ta ư? Đồn ra chắc là người ta cười rụng răng mất thôi. À, hi, 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 hi. Ngụy Tác lại chế nhạo Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Người... Hoàng Phủ Tuyệt Luân cơ hồ ngất xỉu. Này, lừa đảo! Không được, đừng có chọc giận quá, y sẽ bám sát không rời đó. Linh Lung Thiên thập phần khẩn trương. Ngươi mới là lừa đảo đó, Cương Nha Bội, khôn một tí đi, đừng để lão nhận ra có thể thừa cơ. Ngụy Tác nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Động hư bộ pháp này quả nhiên là vô thượng cường pháp. Thoáng cái thì đã vượt qua được 10 dặm, nhưng mà tiêu hao chân nguyên cực kỳ là kinh nhân. Với tu vi hiện tại quán mà thi triển tất cật lực, cơ hồ mỗi một lần hụt mất hơn nửa chân nguyên trở lên, thành ra hắn không ngừng luyện hóa thủy trúc yêu đan. Đương nhiên là Ngụy Tác còn không ít thủy hệ yêu đan và đan dược bổ sung chân nguyên. Nhưng mà mỗi lần thi triển động hư bộ pháp thì cần có thời gian bổ sung chân nguyên. Hoàng Phủ Tuyệt Luân cứ đuổi giết thì quả thật là phiền hà. Hóa ra là dọa nạt ư? Linh Lung Thiên bĩu môi, sau đó ra vẻ kêu lên với cả Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Này lão đầu, có ngần ấy kiếm khí, tức là người là kiếm, kiếm là người, nhân kiếm hợp nhất.
là đại kiếm nhân lợi hại lợi hại. Đại kiếm nhân lợi hại như vậy, chắc đuổi khoảng 17-18 năm chắc chắn là được đó. Đuổi đi. Hả? Đám tiểu bối các người. Hoàng Phủ Tuyệt Luân gầm vang. Tiểu tiểu cái đầu nhà ngươi. Ta sống hơn 6 vạn năm rồi mà dám gọi ta là tiểu bối, không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Tuyệt Luân suýt điên cuồng. Đích xác so với cả Linh Lung Thiên thì lão không đáng là tiểu bối. Lão Bất Tử, đến đây đi. Ta đưa ngươi đi du lịch Vân Linh Đại Lục một chuyến, để cho tu sĩ Vân Linh Đại Lục chiêm ngưỡng vô thượng phong thái của thần huyền pháp tướng là như thế nào. Ngụy Tác lại phát động động hư bộ pháp. Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì thuật pháp và nhục thân hiện giờ quán thì không thể đấu được. Không thì với động hư bộ pháp này cũng đủ để giết hết Thiên Kiếm Tông đệ nhất nhân. Tiểu tử, ngươi cứ đắc ý đi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thấy Ngụy Tác nói như vậy, lại vượt hơn 30 dặm thì Hoàng Phủ Tuyệt Luân dừng truy kích. Thần huyền pháp tướng lóe quang hoa rồi hóa thành nguyên khí, thu lại vào thể nội. Mái tóc bạc của lão dựng lên, mắt rực lên như là lão quỷ. Mẹ nhà nó, cương nhà bội đáng chết này, ta muốn đập chết người luôn đó. Thủy trúc yêu đan chỉ còn lại cỡ nửa hạt đậu. Ngụy Tác thu lại để trực tiếp toàn bộ luyện hóa, đồng thời nghiến răng nghiến lợi với cả Linh Lung Thiên. Lần này hắn không ngờ là thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân của Thiên Kiếm Tông lại chặn đường, nên đúng lúc cực kỳ hung hiểm, tí nữa là đã chết không nhắm mắt. Hắn dám chắc thần huyền đại năng chặn đường cũng là vì thượng cổ sinh vật như là Linh Lung Thiên. Không thì với thân phận của lão thì sẽ không vì tổn thất kim đan đại tu sĩ mà vượt đại lục đến đây đâu. Này, thế nào? Vừa thoát được thần quân lão đầu truy sát, định qua cầu rút ván sao? Người có nhân tính hay không hả? Linh Lung Thiên nhe răng gầm lên với cả Ngụy Tác. Cái gì? Ta không có nhân tính ư? Ta mà không có thì đã ném ngươi cho lão đầu đó rồi. Biết đâu lão có hứng với cả cô nương có sừng. Ngụy Tác càng nghĩ càng giận nên nghiến răng. Cho ta kinh văn giả, còn bảo tư chất ta kém, không lĩnh ngộ được, cái con mẹ nhà ngươi. Ngươi có thể nghi ngờ ta không có nhân tính, lại dám cười nhạo trí tuệ của ta ư? Thôi, phiền hà quá. Ta đã phiên dịch đúng hết rồi. Kinh văn vốn theo trật tự đó mà. Nếu ta không biết trật tự chính xác thì phiên dịch đâu thể thành kinh văn như thế. Mau cảm tạ ta đi. Không có ta ấy, lần này làm sao ngươi thoát được? Còn không gọi ta là đại ân nhân ấy. Linh Lung Thiên hầm hờ. Mà ai biết được ngươi cứu ta có phải vì hắc đồng hay không? Cái gì? Đại ân nhân? Đại cái đầu nhà ngươi. Mau lấy một nửa hắc đồng ra. Còn có cả Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, không biết là có phải vì là trật tự sai không nữa. Giờ mau cho ta biết trật tự đúng đi, không thì ngươi biết tay ta đó. Sao? Ngươi định cho ta biết tay thế nào chứ? Ta sợ ngươi chắc. Dọc đường Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thì không ngừng tranh cãi, đấu chùy. Gần một canh giờ sau thì Linh Lung Thiên cũng thỏa hiệp cho Ngụy Tác một nửa hắc đồng và trật tự đúng của Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Đúng là cương nhà bội đáng chết, thực là quá rào trá mà. Không biết còn lừa gạt ta cái gì nữa. Bất quá thì ngươi vẫn còn chút nhân tính. Tên này vừa gian vừa đê tiện, không thu được lợi gì của y. Nhưng mà thôi, dù gì thì y vẫn còn chút nhân tính. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thì tiếp đó vẫn như là không đợi trời chung vậy, chỉ muốn giết ngay đối phương thôi. Nhưng qua lần bị Hoang Phủ Tuyệt Luân truy sát này thì cả hai đã thay đổi cách nhìn về nhau. Ít nhất là vào lúc quan trọng thì còn có thể trông chờ được vào đối phương. Này, địa mẫu cổ kinh thật ra là thiếu gì? Tiếp đó thì Hoàng Phủ Tuyệt Luân không đuổi theo nữa. Ngụy Tác không sử dụng động hư bộ pháp mà dùng linh quang độn pháp, đồng thời vẫn tham ngộ địa mẫu cổ kinh. Chỉ nửa ngày sau thì Ngụy Tác nhớ hết phần còn lại của địa mẫu cổ kinh. Các hình vẽ và tổng cương hợp lại trong óc của hắn, hình thành quỹ tích huyền ảo khôn tả. Dọc đường chỉ cần cảm giác được mặt đất có địa mạch là thể nội của hắn đột nhiên mở ra một thông đạo nối với cả địa mạch đó, hòa làm một. Cơ hồ có thể rút đại địa nguyên khí để mà sử dụng. Nhưng mà không hiểu tại sao mà mỗi lần như thế thì lại không rút được nguyên khí, rồi thông đạo lại khép lại. Này, tiểu tử, ngươi tu luyện cổ kinh gì mà cổ quái thế?
Khí tức của Ngụy Tác thì liên tục biến hóa, Linh Lung Thiên cũng thập phần kinh nghi. Địa mẫu cổ kinh, đã nghe đến chưa? Ngụy Tác thử mấy chục lần vô hiệu thì muốn hỏi dò xem là Linh Lung Thiên có biết gì về cổ kinh này hay không. Địa mẫu cổ kinh ư? Chưa. Linh Lung Thiên lắc đầu, có vẻ nó cũng không biết cổ kinh này thật. Kim Sơn Trưng Hà, địa mạo này dễ hình thành tinh kim khoáng mạch lắm. Hai ngày sau đó thì Ngụy Tác tiếp tục tìm hiểu địa mẫu cổ kinh. Khi mà còn cách thiên khung của Vân Linh Đại Lục chỉ khoảng 3-4 vạn dặm, đi qua một ngọn núi Kim Sơn Trung Hà thì hắn đột nhiên cảm nhận được gáy rung lên, thông đạo mở ra, nguyên khí ùa vào. Ồ, là việc gì thế nhỉ? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đồng thời cả kinh. Ngụy Tác cảm giác được nguyên khí kinh nhân chạy vào trong thể nội. Còn Linh Lung Thiên thì lại thấy hắn to lớn lên. Lần này thật sự là khổng lồ, khí tức đột nhiên mênh mang như là nối liền với cả mặt đất. Chuyện đó... Ngụy Tác dùng mình định thần lại. Nguyên khí kinh nhân là từ địa mạch chảy lên, khiến hắn có một cảm giác là nối thành một thể với cả mặt đất. Nguyên khí liên miên chảy vào trong thể nội ngưng thành một luồng, không chỉ hòa cùng với cả chân nguyên vốn có của hắn, mà có xu hướng thể nội hình thành luồng chân nguyên thứ hai, như thể hắn đồng thời tu hành hai loại chân nguyên vậy. Chân nguyên đặc biệt này hình như là không thể trữ lại trong thể nội, chỉ chảy mãi ở trong kinh mạch. Đến ở mức độ trình độ là không thể còn nguyên khí đổ vào được nữa, nhưng mà thông đạo thì cũng không đóng, mà nối với cả đại điện thành một. Nhất thời, Ngụy Tác chợt thấy chân nguyên dâng tràn. Ánh mắt hắn lóe lên, tựa hồ đã có chủ ý. Đoạn ánh lên vô số kim sắc thần văn, bước đi được hơn 10 dặm. Quái nhỉ, không hề tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Đây là sao nhỉ? Chấn kinh vì khí tức của hắn biến hóa, được động hư bộ pháp đưa đi, nhưng mà Linh Lung Thiên cũng kêu lên bởi vì không dám tin. Cái cảm giác to lên như là núi của hắn thì tan đi rồi, nhưng mà chân nguyên tựa hồ là không hề tiêu hao. Lúc trước thì mỗi lần thi triển động hư bộ pháp, chân nguyên quán đều dao động cực kỳ là kịch liệt, tổn hao quá nửa, khí tức suy nhược hẳn. Địa mẫu cổ kinh này quả nhiên cực kỳ huyền ảo mà. Ngụy Tác cũng phải chấn động. Thông đạo do địa mẫu cổ kinh hình thành đã đóng lại, không còn nối với cả mặt đất, nhưng mà thi triển động hư bộ pháp thì hắn lại sử dụng địa khí chân nguyên. Chân nguyên đặc biệt này tuy là không thể hòa cùng với cả chân nguyên của bản thân, nhưng mà có thể sử dụng thay thế được. Hắn thi triển động hư bộ pháp, không hề tổn hao chân nguyên. Tựa hồ là mở được thông đạo với cả địa mạch thì không cần tiêu hao nữa. Vì sao bình thường thử luyện địa mẫu cổ kinh thì dù mở được thông đạo nhưng mà không thể nối với cả đại địa được, mà ở đây thì lại rút được địa khí nhỉ? Ngụy Tác động dụng tự thân chân nguyên, thi triển động hư bộ pháp, lướt đến ngọn núi toàn là hoàng sắc sơn thạch. Sau núi có vầng dáng rực rỡ. Ngụy Tác nhận ra tựa hồ không phải bởi vì địa mạo nơi này đặc biệt. Đoành đoành đoành. Quay lại ngọn núi cách Vân Linh Đại Lục khoảng 3-4 vạn dặm, thì quả nhiên dễ dàng nối với cả được địa khí. Nguyên khí kinh nhân như là sông lớn đổ vào, khiến cho thể nội của Ngụy Tác sôi trào. Vù vù vù. Lần này hắn không thi triển động hư bộ pháp, mà thi triển ám hoàng kiếm khí. Địa khí chân nguyên quả nhiên có thể thay cho bản thân chân nguyên. Mỗi một lần kích phát ra một đạo ám hoàng kiếm khí là có địa khí tràn vào bổ sung cho chân nguyên đã tiêu hao. Này, lừa đảo, ngươi giở trò gì thế? Tu luyện cổ kinh gì hả? Thi pháp mà không tiêu hao chân nguyên ư? Linh Lung Thiên trợn tròn mắt kêu lên. Trong tích tắc đó thì Ngụy Tác đã hướng lên không kích phát không biết bao nhiêu ám hoàng kiếm khí, nhưng mà chân nguyên không hề tổn hao bao nhiêu, như là vô cùng vô tận vậy. Ở mẹ kiếp, sao ở chỗ khác lại không rút được nhỉ? Nhưng mà ở đây thì lại dễ dàng như vậy. Ngụy Tác mặc kệ Linh Lung Thiên mà đang chìm vào cảm ngộ địa mẫu cổ kinh. Hả? Lẽ nào? Đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên, tựa hồ nghĩ ra thân thể lướt lên không. À, quả nhiên là như vậy. Lướt đến hơn 100 trượng, ánh mắt của Ngụy Tác lóe sáng, sau đó lại đáp xuống thi triển động hư bộ pháp, mang theo Linh Lung Thiên và Lý Tả Ý lướt đến bình nguyên cách đó 10 dặm. Cách mặt đất không đầy 100 trượng thì dừng lại. Đoành đoành đoành. Ngụy Tác hơi rúng động, khí tức lại trầm trọng như sơn, cơ hồ nối với cả lòng đất.
Địa mẫu cổ kinh lại là một trong bộ khoáng thế cổ kinh. Cổ kinh này chắc chắn là thiên cấp đỉnh giai rồi. Ngụy Tác tỏ vẻ không thể tin được. Địa mẫu cổ kinh đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Không phải lúc trước hắn cảm ngộ sai, mà là địa mẫu cổ kinh nối với cả địa khí thì không thể ở cự ly quá xa. Đó chính là điểm lúc trước hắn thiếu. Hóa ra địa mẫu cổ kinh chỉ cách mặt đất trong vòng khoảng 200 trượng thì mới nối thông được địa khí mà thôi. Lúc ở trên đỉnh núi, hắn nối thông được với cả địa khí là bởi vì cùng với cả Linh Lung Thiên vượt qua đỉnh núi thì chỉ cách sườn núi không đầy 100 trượng. Hiện tại Ngụy Tác ở trên man hoang bình nguyên nên là dễ dàng nối với cả địa mạch. Nguyên khí tràn vào trong thể nội khiến chân nguyên sung mãn. Đích xác như hắn đã cảm nhận. Có nghĩa là không cần phải ở địa mạo đặc biệt thì mới rút được nguyên khí. Chỉ là cự ly có hạn chế mà thôi. Chỉ cần cách khoảng 200 trượng thì địa mẫu cổ kinh khiến cho hắn có chân nguyên liên miên vô cùng vô tận. Có thật sự là thế không? Xẹt! Mắt Ngụy Tác lại ánh lên, lại vung tay tế xuất ra Chấn Thiên Pháp Tướng. Chấn Thiên Pháp Tướng cực kỳ là uy nghiêm, như là hoang cổ chiến thần đứng giữa thiên địa. Xẹt! Thoáng sau, Chấn Thiên Pháp Tướng thu nhỏ lại thật nhanh, hóa thành tiểu nhân màu đen bị Ngụy Tác cầm lấy. Chưa được, chân nguyên tu vi vẫn chưa đủ. Ngụy Tác hít sâu một hơi trấn định tâm thần. Tha cương tài thị thí xuất, địa khí ngưng tụ thành chân nguyên cũng như là một môn thổ hệ công pháp ngưng thành vậy. Hoàn toàn có thể thay thế cho chân nguyên thông thường, có thể khu động Chấn Thiên Pháp Tướng được. Chỉ là Chấn Thiên Pháp Tướng tiêu hao quá nhiều, địa khí ngưng tụ thành chân nguyên hao hết ở trong tích tắc, sẽ khiến quá trình ngừng lại ở trong tích tắc. Hắn đã thử rồi, chân nguyên do địa mẫu cổ kinh nối với cả địa khí ngưng thành thì kém hơn chân nguyên bản thân một chút. Vì khi mà thi triển động hư bộ pháp thì cơ hồ tiêu hao hết lượng chân nguyên đó. Nói đơn giản hơn thì là chỉ địa mẫu cổ kinh không ngừng rút nguyên khí thì cũng có thể đủ cho hắn thi triển thuật pháp và pháp khí. Nhưng mà riêng Chấn Thiên Pháp Tướng thì chưa có đủ, vẫn còn giãn cách. Tương đương chút cả ao nước ra dùng, tuy là có nước chảy vào nhưng cũng cần thời gian cho đầy ao như cũ. Và Ngụy Tác cũng nhận ra địa khí ngưng tụ thành chân nguyên thì không có đủ. Và Ngụy Tác cũng nhận ra việc địa khí ngưng tụ thành chân nguyên không đủ, thật ra là bởi vì kinh mạch không chứa được lượng như vậy. Có thể nói là cái ao là hắn còn nhỏ lắm. Nhưng mà chỉ cần tu vi để thăng, kinh mạch cũng sẽ dung nạp được nhiều chân nguyên, nguyên khí hơn. Hắn sẽ chứa được cả địa khí nữa. Tức là địa mẫu cổ kinh hút địa khí ngưng thành chân nguyên thì cũng sẽ không ngừng để thăng. Và nếu như là địa mẫu cổ kinh ngưng đủ chân nguyên để mà điều khiển được Chấn Thiên Pháp Tướng, thì coi như là hắn không cần tiêu hao chân nguyên nữa, có thể vô cùng vô tận điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng rồi. Chỉ cần tu vi thêm một chút nữa thôi, đột phá đến Kim Đan Kỳ tầng thứ 5, tối đa luyện thành Tiên Căn Ngũ Mật, tu thành Song Kim Đan, phối hợp với cả địa mẫu cổ kinh là sẽ đủ điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng. Ngụy Tác thu lại Chấn Thiên Pháp Tướng, tay thì run run. Chấn Thiên Pháp Tướng này thì tuy kém hơn Thần Huyền Pháp Tướng thật sự đôi chút, nhưng mà khi đối diện với cả Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì chỉ cần điều khiển được là không thành vấn đề. Dù Thần Huyền Đại Năng mà điều khiển Thần Huyền Pháp Tướng thì cũng sẽ tiêu hao chân nguyên, không thể thôi động mãi được. Nếu như là cứ liên tiếp điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng giao đấu thì Hoàng Phủ Tuyệt Luân khẳng định sau cùng rốt cuộc sẽ phải bỏ chạy. Chứ chưa tính là sau này hắn có tu vi và thuật pháp cao hơn nữa. Nếu như Ngụy Tác đạt tới Thần Huyền cảnh trở lên, thi chuyển ra thật pháp kinh thiên thì sẽ liên miên bất tận, chân nguyên vô cùng vô tận, đối thủ cùng cấp mấy ai có thể so sánh. Địa mẫu cổ kinh chính là vô thượng điển tịch khiến tu sĩ có được chân nguyên vô cùng vô tận, tuyệt đối là một thiên cấp đỉnh giai. Này, lẽ nào ngươi tham ngộ cổ kinh giúp cho ngươi không ngừng đối với cả địa khí hóa thành chân nguyên sao? Có khác gì là chân nguyên vô cùng vô tận chứ? Ngụy Tác dùng động hư bộ pháp lướt đến bình nguyên, chân nguyên khí tức lại dâng tràn. Linh Lung Thiên nhận ra, hai mắt sáng lên không dám tin. Mà đờ đảo nhà ngươi lấy đâu ra cổ kinh đó vậy? Cổ kinh này từ viễn cổ tu đạo giới mười mấy vạn năm trước mới có lưu truyền, đến giờ đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cái gì? Phải hơn 10 vạn năm về trước thì mới có cổ kinh như thế này ư? Ngụy Tác mất một lúc thì mới định thần được,
viễn cổ siêu cấp đại năng, động thủ đều dẫn động thiên địa nguyên khí kinh nhân. Có nhiều thuật pháp khắc chế đối phương rút lấy thiên địa nguyên khí. Bất quá thiên địa linh khí linh mạch đều đã biến mất. Công pháp cùng với cả thuật pháp của tu đạo giới thay đổi. Tuyệt đại đa số công pháp thời viễn cổ bởi vì không thể sử dụng nên đã triệt để đoạn tuyệt đó. Mà này, ngươi đắc ý cái gì mà chảy cả nước miếng ra thế? Tu vi như ngươi, dù chân nguyên hơn nữa thì vẫn bị người ta giết chết như thường thôi. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác cực kỳ là bực mình, bởi vì hắn nhận ra mình đã chiếm tiện nghi thì hỉ hả lắm. Vật ghi lại địa mẫu cổ kinh tuy là cổ thật nhưng mà không đến mức đó. Chắc là sau này có đại năng nào đó lấy được viễn cổ cổ kinh, dịch thành kinh văn này đó. Ngụy Tác rực kim sắc thần văn, thi triển ra động hư bộ pháp mà lướt đi. Ngụy Tác càng thêm hỉ hả. Hắn vượt qua bầu trời, cách mặt đất khoảng 100 trượng. Thông đạo ở trong thể nội nối với cả địa khí, từng bước cất lên là chân nguyên cơ hồ lấp đầy. Phối hợp với cả địa mẫu cổ kinh thì có thể sử dụng vô hạn động hư bộ pháp. Làm gì có chuyện hắn không hớn hở cho được. Thế này dù bỏ chạy thì hắn cũng không phải lo. Hoàng phủ Tuyệt Luân có lén bám theo thì cũng không thể bắt được. Không cần phải lo đủ thủy hệ yêu đan và đan dược bổ sung chân nguyên nữa. Về phần Linh Lung Thiên thì nàng ta tắt tiếng. Này này này, ta khuyên ngươi thu liễm một chút đi, không nên sử dụng động hư bộ pháp nhiều. Đó chính là vô thượng cường pháp của linh tộc. Vạn nhất là hoang tộc còn có kẻ chưa chết biết được việc đó thì ngươi thảm rồi đó. Hoang tộc đại năng thì còn lợi hại hơn cả cái lão tạp mao ban nãy không biết bao nhiêu lần đó. Thôi, ngươi mà dám gọi đối phương là lão tạp mao gì đó sao? Bị người ta đánh một chiêu cho tổ huyết, không biết là ai kêu gào với ta thê lương như thế nhỉ? Nào thì đừng vỗ nữa, không thì ta chết thật đó. Ngụy Tác mỉa mai xong thì hầm hừ. Bất quá thì cũng thấy Linh Lung Thiên nói có lý, không thi triển động hư bộ pháp nữa. Còn cách thiên khung của Vân Linh Đại Lục không còn xa. Dù không phải gặp phải tu sĩ nào, thì chỉ khoảng 2-3 ngày nữa là sẽ đến tu sĩ Chi Thành ở rìa Đại Lục. Sao ngươi cứ lèm bà lèm bèm cái chuyện đó mãi thế nhỉ? Ta đã bảo ta thụ thương trước rồi mà. Linh Lung Thiên thẹn quá hóa giận, chỉ muốn xé xác hắn. Thôi vậy, không trêu nó nữa. Gặp họ cái đã. Nó có việc gì thì sẽ cho ta biết ngay. Ngụy Tác cười ha hả thầm nhủ. Kinh văn của Đông Hoang Tông ghi lại Đông Hư Bộ Pháp và Đại Hoang Vấn Kinh. Vốn theo trật tự loạn xạ, chỉ linh tộc thì mới nhận ra. Tất nhiên là câu cuối cùng phải có ý nghĩa đặc biệt. Bất quá hiện tại Ngụy Tác không vội nghe ngóng, bởi vì Linh Lung Thiên đi theo là cần hắn giúp, lúc cần sẽ tự nói ra thôi. Không biết là có lần ra được kinh văn của Liệt Khuyết Tàn Nguyệt hay không đây. Ngụy Tác lướt qua Lý Tả Ý. Lý Tả Ý thì chưa hóa ra được hình ảnh sau cùng của Liệt Khuyết Tàn Nguyệt. Nếu như là có môn đỉnh cấp công kích thuật pháp này để mà phối hợp với cả địa mẫu cổ kinh, dù trước mắt hắn tu vi của hắn không đột phá, thì trong các số tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng là vô địch rồi. Liệt Khuyết Tàn Nguyệt này được xếp vào thượng cổ thập đại công phạt chi pháp. Ngụy Tác tu luyện đến thần huyền cảnh thì vẫn có thể sử dụng được. Sau này bà tấn thăng thần huyền cảnh thì thi triển ra uy lực tất khó tưởng tượng được. Này, Cương Nha Bội, thượng cổ kiếm kinh của Hoàng Phủ Tuyệt Luân là thứ gì? Phi kiếm đó sao lại ở trong thể nội? Mà uy lực của nó có vẻ kinh nhân phết nhỉ? Này, sao lại nói như vậy? Ngươi còn gọi ta là Cương Nha Bội nữa thì ta không trả lời bất cứ một cái gì nữa đâu. Hoàng Phủ Tuyệt Luân tu luyện thượng cổ kiếm kinh có thể luyện hóa phi kiếm thành bản mệnh pháp bảo, liên tục đề thăng uy năng phi kiếm. Phi kiếm này phối hợp với cả chân nguyên chi lực, uy năng cực kỳ là đáng sợ đó. Nếu không bởi vì phi kiếm đó cấp thấp, đạt tới bán tiên thì chấn thiên pháp tướng của ngươi xong đời rồi. Mà thôi, ngươi có thể thông qua được truyền tống pháp trận không? Thừa lời, thiên khung ta còn qua được, đương nhiên có thể dùng truyền tống pháp trận rồi. Liên tục nhằm hướng Vân Linh Đại Lục. Khi mà còn cách thương khung khoảng 8.000 dặm thì Ngụy Tác thấy được hai đạo độn quang của tu sĩ. Có vô thượng cường pháp như là động hư bộ pháp, Ngụy Tác không có gì e dè, lướt thẳng đến chỗ hai làn độn quang đó. Hai đạo độn quang này thì một đỏ một trắng,
là phi độn pháp bảo bạch sắc phất trần và hồng sắc ngọc trúc. Trên hai pháp bảo là hai tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tầng thứ ba, một người là hoàng bào lão giả hơn 50 tuổi và một bạch diện lục bào lão sĩ hơn 30 tuổi. Khi mà thấy bọn ngụy tác có độn tốc cực kỳ là kinh nhân, rõ ràng đang lao tới, hai tu sĩ đều tỏ vẻ khẩn trương, nhưng mà biết không thể tránh được nên nhìn nhau dừng lại. Ngụy Tác và Lý Tả Ý Linh Lung Thiên đến cách khoảng mấy trăm trượng, thần thức khẽ quét vào, hai tu sĩ liền biến sắc. Cả ba đều không hiển hiện linh khí. Linh Lung Thiên thì đã đành, bác mang hóa hình phù khiến cho nó chỉ như là tu vi phân niệm cảnh. Nhưng Ngụy Tác và Lý Tả Ý lại khiến cho hai tu sĩ này nhận ra cả hai không phải tu sĩ tầm thường. Tại hạ Hợp Thiên Tông Tiền Lê, còn vị này là hảo hữu của tại hạ, Tam Nguyên Tông Tôn Tân. Không biết tam vị tiền bối đến đây là có việc gì? Cả hai tu sĩ cung kính thi lễ, đồng thời hoàng bào lão giả hơn 50 tuổi chủ động chào hỏi. Đừng lo lắng, bọn ta chỉ là qua đường mà thôi, gặp hai vị đạo hữu thuận tiện nghe ngóng tin tức. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu hỏi, xin hỏi thành trì gần đây nhất là gì? Ở đâu? Là Hợp Thiên Thành của Hợp Thiên Tông, ở ngay phía sau bọn tại hạ. Hoàng bào lão giả và lục bào tu sĩ hơi ngẩn ra, nhưng mà không dám chậm trễ, hoàng bào lão giả chỉ tay đáp. Hợp Thiên Thành ư? Ngụy Tác hơi trầm ngâm rồi hỏi. Vậy gần đây các vị có nghe nói đến ở Thiên Huyền Đại Lục có một tán tu giết chân truyền đại đệ tử và mấy lão bất tử của Huyền Phong Môn hay không? Tiền bối có phải nói đến là tán tu Ngụy Văn Tác có phải không? Hoàng bào lão già và lục bào tu sĩ xứng người nhìn nhau. Hoàng bào lão già cẩn thận hỏi. Hiện tại thiên khung của Vân Linh Đại Lục có vết nứt không? Truyền tống pháp trận đều có sử dụng bình thường được không? Ngụy Tác không nói gì, bình tĩnh như thường hỏi tiếp. Thiên khung gần đây không có nứt. Truyền tống pháp trận giữa các thành trì đều có thể sử dụng bình thường. Hoàng bào lão già ngẩn ra rồi gật đầu trả lời. Được rồi, đa tạ hai vị đạo hữu. Ngụy Tác không hỏi gì nữa mà vòng tay, đưa mắt ra hiệu cho Linh Lung Thiên và Lý Tả Ý, sau đó nhắm hướng Hợp Thiên Thành mà đi. Hoàng bào lão già và lục bào tu sĩ nhất thời không dám làm gì. Đợi ba người đi được mấy dặm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Này tiền huynh, hình như họ không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục, chả lẽ vượt man hoang đại lục mà tới sao? Lão già đó có vẻ ngốc nghếch, lẽ nào? Hoàng bào lão già nói như vậy thì sững lại, cùng với cả lục bào tu sĩ nhìn nhau tỏ vẻ kinh hãi. Này, ngươi lại còn hỏi đối phương có nghe nói đến tán tu đã giết chân truyền đại đệ tử và lão bất tử Huyền Phong Môn hay không? Ngươi quá ư là vĩ cuồng rồi đó. Cách đó khoảng mười mấy dặm, Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác đầy khinh thị. Ngươi thì biết gì? Ta chỉ là nghe ngóng xem đạo lữ của ta biết tin hay chưa mà thôi. Ngụy Tác hầm hừ. Hắn đã yên tâm rồi. Hai tán tu ở thành trì rìa của Vân Linh Đại Lục đã nghe thấy rồi. Như vậy thì bọn Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã không thể nào không biết. Đạo lữ? Người như ngươi mà cũng có đạo lữ? Linh Lung Thiên phì cười. Hiện tại nó có Bắc Mang hóa hình phù nên là không hiểu có ý gì. Không vội vàng mà cứ đi theo Ngụy Tác, không hỏi xem hắn đi đâu. Có thể thương thế của nó chưa triệt để khôi phục. Hắn lại biết động hư bộ pháp, đối với nó chính là bảo tiêu tốt nhất rồi. Về phần Ngụy Tác thì hiện tại chỉ muốn gặp bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi nên là ngó lơ nó. Khẳng định là xấu xí lắm, hợp với tên lừa đảo nhà ngươi đó. Linh Lung Thiên không vui lên lẩm bẩm. Vậy ư? Ngụy Tác bảo, rồi ngươi sẽ biết thôi. Ở bên trong một đại điện tinh kim màu đen, có một hoàng sắc bảo tọa cực kỳ to lớn, phát ra khí tức cực kỳ là viễn cổ man hoang. Cái ghế rộng chừng khoảng 3 trượng vuông, cao 1 trượng, nửa dưới khắc u minh hỏa diễm, phía trên là minh thần phù văn mặc chiến giáp. Là minh thần bảo tọa mà Âm Thi Tông tông chủ Huyết Linh lão tổ ngồi trước kia. Có một nữ tu mỹ lệ mặc pháp bào màu đen ngồi ở đó. Nữ tu này như tranh vẽ, kiều mỹ trời sinh, chính là Âm Lệ Hoa. Nàng ta đang nhíu mày, tay cầm thuần kim kim giản mỏng dính,
có vẻ khó quyết. Phía bên dưới có hơn 10 tu sĩ âm thi tông, phần lớn đều già nua âm khí cực nồng, đều là những nhân vật quyền cao trọng vọng ở trong tông môn. Trong đó có một trung niên nam tử đầu trọc, linh khí màu đen thì ngưng thành hình song đầu tiểu xà, là kim đan tu sĩ Mặc Thanh Phong mà lúc trước ngụy tác đến sơn môn của âm thi tông khiêu chiến Diệp Đinh thì đã gặp. Tông chủ, việc này tuy lạ, nhưng với thực lực của Hóa Thiên giáo thì chúng ta không thể cự tuyệt Hóa Thiên Kim Giản được. Hóa Thiên giáo nói là chỉ muốn lập đồng minh, sẽ không can thiệp vào nội bộ tông môn và cũng không hại gì đến âm thi tông của ta. Một trưởng lão mặc pháp y đầy phù văn bạch sắc khô đầu lâu, ánh mắt như là lửa xanh nói: "Này Khương trưởng lão, việc này không hề đơn giản đâu." Mặc Thanh Phong lạnh giọng: "Hóa Thiên giáo và Công Đức tông thì xưa nay không ưa nhau. Việc này tất có dụng ý. Tuy không can thiệp vào việc của tông môn, nhưng nhỡ đâu vạn nhất xảy ra đại chiến, Hóa Thiên giáo sai khiến thì tông môn như là chúng ta sẽ là vật hy sinh đó." Mặc trưởng lão nói không sai, nếu chúng ta không đáp ứng, Hóa Thiên giáo sẽ ra tay. Một trưởng lão đầu tóc màu vàng cháy lo lắng nói: "Đáp ứng thì dù không có đại chiến thì Công Đức tông cũng sẽ ra tay thôi, mà không đáp ứng thì sẽ bị Hóa Thiên tông ra tay." Âm Lệ Hoa lên tiếng: "Hiện tại chúng ta cần giải quyết là định ngả về Công Đức tông hay Hóa Thiên giáo đây. Bị đối phó thì đã đành, nhưng mà nếu thật sự có đại chiến, phe chúng ta ngả theo mà thua thì cơ nghiệp âm thi tông cũng xong đời đó." "Hóa Thiên tông ra tay trước chắc là có cơ cớ gì đó. Tại hạ thấy là cứ nên xem xét Hóa Thiên tông." Một trưởng lão thập phần trầm ổn mặc tử bào trầm giọng mà nói: "Công Đức tông có gần vạn năm tích lũy, hơn hẳn Hóa Thiên tông đó. Nhưng mà song phương thực lực đều là siêu cấp cả, không thể biết ai nuốt được ai đâu. Hóa Thiên tông chỉ cho chúng ta 3 ngày chọn lựa, không đủ thời gian thăm dò nữa đâu." Âm Lệ Hoa và các trưởng lão âm thi tông thương nghị. Âm Lệ Hoa có vẻ đã thuận lợi đoạt được ngôi tông chủ. Hình như giờ đang có 2 đại tông môn đang giao chiến. Một đại tông môn lôi kéo thực lực, còn phe của Âm Lệ Hoa và âm thi tông thì hình như là đang có 2 đại tông môn giao chiến. Một đại tông môn lôi kéo thực lực, còn phe Âm Lệ Hoa và âm thi tông thì lại không thể. Đột nhiên một đạo phù lục lóe lên bạch sắc lân hỏa bay vào. Âm Lệ Hoa nhìn, nhíu mày lại: "Vào đi." "Tông chủ." Một tu sĩ âm thi tông mặc bạch sắc pháp y lướt vào hành lễ với cả Âm Lệ Hoa và các trưởng lão. "Có việc gì, nói đi." Âm Lệ Hoa vất tay tỏ rõ sự uy nghiêm nhất phái tông chủ, hoàn toàn không còn tư thái tiểu nữ nhi khi mà trước mặt ngụy tác nữa. "Có 3 tu sĩ nói rằng có việc gấp." Mã trưởng lão... Tu sĩ này hơi do dự. "Mã trưởng lão sao rồi?" Âm Lệ Hoa ánh mắt lóe lên. "Mã trưởng lão bảo là tông chủ không phải người thích là gặp được. Sau đó thì xung đột với cả đối phương mấy câu thì đã bị đối phương bắt rồi. Đối phương thì hình như là không muốn động thủ. Chỉ cần báo nửa câu là tông chủ sẽ biết là ai." Tu sĩ này nói. "Là câu nào? Ngươi nói nhanh đi." Âm Lệ Hoa kích động. "Câu đó là trăng trên trời không trắng." Đệ tử này nói ngay. "Chỉ có nửa câu đó thôi. Mau mời vào." Âm Lệ Hoa run lên nói đoạn dặn bọn Mặc Thanh Phong: "Chư vị trưởng lão cứ lui trước đi." "Lui trước ư?" Các trưởng lão ngẩn người. "Hóa Thiên Kim Giản thì gì?" "Được rồi, chốc nữa ta sẽ quyết định." Âm Lệ Hoa mỉm cười trở nên tự tin hẳn. Bọn Mặc Thanh Phong nhìn nhau kinh nghi. Các đại trưởng lão âm thi tông thì không nói gì đoạn lui đi. Vù. Bọn Mặc Thanh Phong vừa lui đi thì Âm Lệ Hoa vung tay kích phát ra một đạo hỏa diễm. "Tông chủ." Chỉ 1-2 tích tắc sau đó, một tu sĩ âm thi tông mặc bạch sắc pháp y cung kính xuất hiện ở cửa. "Hãy gọi hết các khách khanh trưởng lão đại đây, nói rằng có khách quý đến." Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi rồi phất tay. "Tuân mệnh." Tu sĩ âm thi tông này lướt đi. "Đệ đến rồi sao?" Khi mà tu sĩ này vừa lướt đi thì Âm Lệ Hoa đứng dậy khỏi Minh Thần Bảo Tọa, mặt đỏ lên vì vui mừng.
ban nãy còn tỏ rõ khí độ nhất phái tông chủ, nàng ta có vẻ đứng ngồi không yên. Tông chủ, họ đến rồi. Chốc lát sau thì một đệ tử âm thi tông ở bên ngoài lên tiếng. Nhanh, mời họ vào. Ngươi không cần vào theo. Trông nữa các khách khanh trưởng lão đến rồi thì bảo họ cứ vào. Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi. Sau đó thì ba tu sĩ mặc áo choàng màu đen đi vào trong đại điện. Tấm áo choàng đen được thu lại. Ngụy Tác mỉm cười nhìn Âm Lệ Hoa. Ôi, ngươi làm ta lo quá. Âm Lệ Hoa đỏ mắt, không còn sự uy nghiêm nhất phái tông chủ nữa, mà giống như là một con chim én lao về tổ, lao vào trong lòng hắn. Âm đại tông chủ, hình như là đã gầy hơn thì phải. Ngụy Tác cuống cuồng ho khan, nhưng mồm miệng không thật thà tí nào. Hôm đó đệ chưa khôi phục tu vi, lại bị vây ở trong Bắc Minh Thành thì sống sót bằng cách nào chứ? Ngụy Tác không nói thì thôi, vừa nói là Âm Lệ Hoa ầng ực nước mắt. Cái chuyện này nói ra thì dài lắm. Cương nhà bội, định làm gì vậy? Ngụy Tác đột nhiên kêu lên. Âm Lệ Hoa liền ngẩn người. Một thân ảnh bên cạnh Ngụy Tác đã lao đến Minh Thần Bảo Tọa cắn mạnh một cái. Minh Thần Bảo Tọa vốn linh quang lóe sáng, giờ đây chợt tắt ngóm. Ngụy Tác! Âm Lệ Hoa trợn tròn mắt, quên cả gạt lệ. Mày kiếp Cương nhà bội đáng chết này! Ngụy! Ngụy Tác giận suýt nữa ngất xỉu. Là Thuyết Chủy Cương Nha Muội Linh Lung Thiên đã nhào tới cắn hỏng Minh Thần Bảo Tọa. Này, pháp bảo này phẩm giai là gì? Ngụy Tác nén xung động đập chết nó, hỏi Âm Lệ Hoa trước. Yên tâm đi, chỉ là phòng ngự đạo giai trung phẩm thôi mà. Ở bên trên có pháp trận như là truyền tống pháp trận, tương đương với cả đưa tu sĩ truyền tống đi vài nghìn trượng, chứ không thể đưa ra ngoài sơn môn. Vô dụng thôi, mà ngươi đừng có keo kiệt như vậy, mau cho ta liệu thương đi. Linh Lung Thiên khôi phục diện mục, nhai răng thản nhiên nói. Âm Lệ Hoa đang ngẩn ra, nên là nó nói với cả Ngụy Tác. Linh Lung Thiên đột nhiên trợn tròn mắt, ôm cổ họng, nhổ nước dãi, co người mà kêu to. Ôi, thầy thể pháp bảo này, tại sao lại có lắm âm vân tinh như thế? Này, Ngụy Tác, nàng ta là ai vậy? Âm Lệ Hoa định thần hỏi Ngụy Tác. Linh Lung Thiên cắn được cả Minh Thần Bảo Tọa. Trông giống như là yêu thú, nhưng mà khí tức và lời nói của nó lại không giống, thật sự là kỳ quái. Cái quỷ gì đây nhỉ? Ngụy Tác há miệng, bởi vì chưa kịp nói gì thì Linh Lung Thiên đang co quắp nhổ nước dãi, chợt nhìn vào Minh Thần Bảo Tọa mà kêu. Này này, cái thứ quỷ quái này, do ai luyện chế thế? Sao ở trong cổ Minh Tinh Kim lại còn lắm âm vân tinh như thế? Lẽ nào không biết âm vân tinh thiêu đốt tinh huyết sao? Ngụy Tác lúc này đang rất là bực mình, quay sang nói với cả Âm Lệ Hoa. Đây là thượng cổ sinh vật sống hơn 6 vạn năm, trong nữa ta sẽ giải thích thêm. Ngụy Tác nói xong với Âm Lệ Hoa rồi, nghiến răng nghiến lợi. Này, Cương Nha Bội đáng chết kìa, ngươi là chó hay sao mà thấy xương là gặm? Chốc nữa ngươi mà còn dám ăn lung tung, ta sẽ cho toàn bộ tu sĩ của Vân Linh Đại Lục biết là có một thượng cổ linh tộc Cương Nha Bội tại đây đó. Cái gì? Thượng cổ sinh vật hơn 6 vạn năm trước ư? Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh, không dám tin quan sát Linh Lung Thiên. Ôi, đồ ở tông môn này cũng như là Bắc Mang vậy, quỷ khí âm mưu, cho ta cũng chẳng ăn được. Đồ lừa đảo, luyện âm vân tinh ở trong này cho ta, ta đảm bảo không ăn pháp bảo ở đây nữa. Linh Lung Thiên thổ khan hai lần nữa thì mới dễ chịu hơn. Này, lẽ nào nàng ta là đạo lữ của ngươi? Mà này, lẽ nào nàng này là đạo lữ của ngươi sao? Thấy Âm Lệ Hoa nó lẩm bẩm, có phải là đã chỉnh sửa dung nhan rồi không nhỉ? Mày kiếp mặc kệ ngươi, tinh kim ăn lắm vào thì thần kinh rồi. Ngụy Tác nghiến răng nghiến lợi nói. Mà hình như là chưa trang điểm thì phải. Ngươi mà có đạo lữ như thế này ư? Linh Lung Thiên sáng mắt nhìn Âm Lệ Hoa đoạn ở mức. Âm Lệ Hoa thì băng cơ ngọc cốt, nhu mị khắc cốt, là mỹ nhân chính hiệu. Cái con mẹ nhà nó chứ, cái tên khốn này lại có đạo lữ như vậy ư? Lại là một tông chủ nữa. Linh Lung Thiên liếc Âm Lệ Hoa càng nhìn càng bực. Khi mà Ngụy Tác định hỏi Âm Lệ Hoa về bọn Cơ Nhã, qua thần sắc vào việc nàng ta nói về Bắc Linh Thành, thì hắn biết bọn Cơ Nhã không sao. Bất chợt lúc đó thì có một tiếng kêu, Ngụy Tác! Vang lên cửa điện.
Sau đó một thân ảnh xinh đẹp lao tới hắn. Thank you.